khai báo địa chỉ IP trên các cổng giao tiếp của switch router. Trước khi router có thể đóng vai trò là default gateway cho các PC thuộc hệ thống mạng LAN thì điều đầu tiên chúng ta cần phải thiết lập đó chính là địa chỉ IP cho các cổng giao tiếp trên thiết bị này. Thì lúc này là các mạng LAN của chúng ta mới có thể giao tiếp được với nhau và đồng thời có thể đi ra ngoài internet. Muốn xác định router có bao nhiêu cổng giao tiếp thì đầu tiên chúng ta có thể đứng tại mốt đặc quyền và thực hiện câu lệnh là Show IP interface RIP. Lúc này thiết bị nó sẽ liệt kê cho chúng ta là nó có bao nhiêu cổng giao tiếp và định danh của những cái cổng giao tiếp này. Cụ thể là hiện nay con router Cisco của chúng ta có hai cổng giao tiếp đó chính là cái cổng fast Ethernet 0.0 và cổng giao tiếp fast Ethernet 0.1. Bây giờ chúng ta muốn đặt IP cho cổng giao tiếp Fast Ethernet 0.0 thì chúng ta sẽ vào cái chế độ Global Config. Rồi sau đó chúng ta sẽ thực hiện cái câu lệnh là, interface fast internet 0.0 ngay lập tức chúng ta sẽ vào được cái mốt cần Tại đây chúng ta sẽ tiến hành đặt IP cho cái cổng giao tiếp F0.0 bằng cái câu lệnh là IP address 192.168.1.1. Rồi sau đó chúng ta sẽ khai báo cái subnet mắc tương ứng là 255.255.255.0. Sau khi chúng ta đặt IP cho cổng giao tiếp này thì cái công việc tiếp theo đó chính là thực hiện cái câu lệnh là no shutdown để bật cái cổng giao tiếp này lên. Và cuối cùng là để kiểm tra coi là cái kết nối từ cái cổng giao tiếp f 0 không này có thể gửi nhận dữ liệu với các thiết bị khác hay không. Thì tốt nhất là chúng ta nên thực hiện cái tiến trình binh để kiểm tra. Thì muốn thực hiện tiến trình kiểm tra này chúng ta sẽ phải đứng ở chế độ đặc quyền hoặc chế độ user chúng ta thực hiện cái câu lệnh là bình 192.168.1.2 bình tới một cái IP bất kỳ trong hệ thống mạng nếu mà kết quả là bình thành công thì lúc này chúng ta có thể kết luận là cái cộng giao tiếp F0 sẽ không đã có thể truyền được dữ liệu cho các thiết bị khác và lúc này cái IP 192.168.1.1 đã có thể đóng được vai trò là default gateway cho các PC bên trong một hệ thống mạng LAN sau khi chúng ta đặt được IP cho cộng giao tiếp F0 sẽ không thì lúc này là chúng ta có thể kiểm tra là cái cổng F0/0 này đã có thật sự được gán cái IP là 192.168.1.1 hay chưa. Bằng cách là chúng ta sẽ quay trở về chế độ user Access Mode hoặc là chế độ đặc quyền. Chúng ta sẽ thực hiện cái câu lệnh kiểm tra bằng cách là gõ cái lệnh là show ip interface RIP Và lúc này mọi người thấy là cái cổng F0/0 của chúng ta nó được gán cái IP là 192.168.1 và trạng thái status là up và trạng thái protocol là up như thế này coi như là cái cổng giao tiếp này đã cấu hình là hoàn tất. Nếu chúng ta muốn gỡ bỏ cái cấu hình địa chỉ IP trước đó thì chúng ta chỉ cần vào lại cái interface fast ethernet 0/0 và thực hiện câu lệnh là no ip address. Thì lúc này khi mà chúng ta show ip interface RIP chúng ta sẽ thấy là cái cột IP address sẽ là unassigned Sau đó chúng ta có thể đặt một cái IP mới cho cái cổng giao tiếp này bằng cách là vào lại interface f0/0 rồi gõ câu lệnh ip address như thông thường một cổng giao tiếp của router chỉ có khả năng truyền nhận được dữ liệu với điều kiện là cả hai trạng thái status và trạng thái protocol đều ở trạng thái up còn nếu mà chúng ta vào cái cổng giao tiếp f0 sạc một mà thực hiện câu lệnh là set down thì chúng ta sẽ thấy cái trạng thái status sẽ là administrative down và cái giao thức cũng là trạng thái down Do vậy chúng ta muốn một cổng giao tiếp có thể gửi nhận được dữ liệu thì chúng ta sẽ phải đảm bảo cái trạng thái Status là Up bằng cách là vào cái interface đó, thực hiện câu lệnh là No Shutdown. Và chúng ta muốn đảm bảo là cái trạng thái Protocol luôn ở trạng thái Up thì chúng ta cần phải cấm cáp trên cái cổng giao tiếp thiết bị này. Thì lúc này cái trạng thái Protocol nó mới ở trạng thái Up như thế này. Còn nếu như là trên cái cổng giao tiếp F0 sẽ không, mặc dù là chúng ta đã vào cổng giao tiếp này thực hiện câu lệnh là No Shutdown thì chúng ta thấy là cái trạng thái Status của nó sẽ là Up. Tuy nhiên nếu mà chúng ta quên cắm cáp hoặc là cái cáp của chúng ta bị lỏng giữa kết nối switch và router thì mọi người sẽ thấy là cái trạng thái protocol trong tình huống này sẽ là down Bên cạnh đặt một cái IP cụ thể cho cái cổng giao tiếp trên router, chúng ta cũng có thể yêu cầu cái cổng này đi xin một cái IP tự động từ DHCP rót xuống bằng cách là chúng ta sẽ vào cái interface F0-1 nè, thực hiện câu lệnh là, là IP address DHCP. Thì lúc này chúng ta đang kích hoạt cái tính năng là DHCP client trên cái cổng giao tiếp này. Và lúc này nó sẽ tự động nó móc nối tới DHCP server để xin về một cái địa chỉ IP và gán cái địa chỉ IP đó cho cái cổng giao tiếp này. Thì sau khi chúng ta vào interface F0-1 thực hiện câu lệnh là IP address DHCP Chúng ta muốn kiểm tra xem là cái cổng này nó xin được IP là bao nhiêu á Thì chúng ta có thể đứng ở cái chế độ là đặc quyền hoặc là chế độ user và thực hiện câu lệnh là show IP interface RIP Và lúc này mọi người thấy là cái địa chỉ IP mà cái cổng F0-1 xin được trong tình huống này là 203.0.0.1 với phương thức là DHCP đối với DHCP thì chúng ta sẽ có một cái bài học riêng về cái chủ đề này còn nếu mà chúng ta muốn hiển thị nhiều thông tin hơn nữa mà cái cổng F0-1 nó được cấp thì chúng ta có thể thực hiện câu lệnh là show interface F0-1 hạn dạ, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đặt IP cho cái cổng giao tiếp E0-0 rồi sau đó chúng ta sẽ từ cái cổng giao tiếp này để binh tới cái địa chỉ IP của PCB 192.168.1.3 sau khi khởi động thiết bị thành công và kết nối và giao diện cấu hình của con SQL router, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra hiện nay router có bao nhiêu cổng giao tiếp đứng tại chế độ user hoặc là chế độ đặc quyền. Chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh là show IP interface rip Và lúc này mọi người thấy đối với cái dòng router này thì nó có khoảng bốn cái cổng giao tiếp đó chính là interface e0/0, interface e0/1, interface e0/2 và interface e0/3. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ đặt IP cho cái cổng giao tiếp interface e0/0 cái địa chỉ IP là 192.168.1.1. Chúng ta sẽ tiến hành là vào chế độ global config bằng câu lệnh là config terminal. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành vào interface e0/0 gán IP cho cái cổng giao tiếp này bằng câu lệnh là IP address 192.168.1.1 với số mắc là 255 255.255.0 và thái tác cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành thực hiện câu lệnh là no shutdown để kích hoạt cái cổng giao tiếp này. Sau đó chúng ta có thể kiểm tra xem là cái IP 192.168.1.1 đã thật sự được gán cho cái cổng giao tiếp E0-0 E0 hay chưa bằng cách là chúng ta sẽ thực hiện lại cái câu lệnh show IP Interface brief. thì đứng ở chế độ config AF chúng ta muốn quay trở về chế độ đặc quyền thì thực hiện câu lệnh là N rồi sau đó chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh là show IP Interface RIP và chúng ta phát hiện là cái cổng giao tiếp E0 sẽ không đã thật sự được gán cái IP là 192.168.1.1 với trạng thái status là up và protocol là up thì coi như cái tác vụ là cấu hình IP cho cái cổng giao tiếp E0 sẽ không coi như là hoàn tất. Lúc này chúng ta có thể kiểm tra xem là cái cổng giao tiếp e 0 không đã có thể gửi nhận dữ liệu cho các thiết bị khác hay chưa bằng cách là thực hiện câu lệnh là binh tới 192.168.1.3 một cái IP bất kỳ trên hệ thống mạng thì lúc này chúng ta thấy là cái quá trình binh thành công thì nó sẽ hiển thị những cái ký tự chấm than như thế này. Lúc này các PC thuộc hệ thống mạng LAN 1 có thể chở default gateway 192.168.1.1 tới à, cộng cổng giao tiếp E0-0 của router và ngay lập tức chúng có thể giao tiếp với hệ thống mạng LAN khác. Tiếp theo chúng ta sẽ kích hoạt cái chức năng DHCP Lion trên cái cổng giao tiếp E0-2 bằng cách là vào cái interface này và thực hiện câu lệnh là, là IP address DHCP cấu hình chức năng DHCP client trên cổng giao tiếp E0-2 thì đầu tiên là chúng ta sẽ vào cái mốt config EF của interface E0-2. Tức là đứng ở chế độ đặc quyền như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành gõ câu lệnh là config terminal để có thể vào chế độ global config. Tại đây chúng ta sẽ tiếp tục gõ câu lệnh là interface E0-2 để vào cái chế độ config EF của cổng giao tiếp này. Chúng ta thực hiện tiếp câu lệnh là IP address DHCP và cuối cùng là no shutdown để kích hoạt cái cổng giao tiếp này. Và lúc này mọi người có thể thấy là cái cổng giao tiếp E0-2 nó xin được một cái IP một cách tự động từ DHCP server rót xuống Đó chính là 10 25 26 4 Với số đó bắt tương ứng là 255.255.255.0 ở Và chúng ta muốn kiểm tra xác nhận là cái IP này trên cái cổng giao tiếp E0-2 Thì chúng ta sẽ quay trở về chế độ đặc quyền bằng câu lệnh là N Tại đây chúng ta thực hiện câu lệnh là show IP interface RIP À, và chúng ta xác nhận là interface e0/2 đã được cấp cái IP là 10 25 26 4 với phương thức là DHCP với trạng thái status là up và protocol là up. Bên cạnh địa chỉ IP, chúng ta muốn kiểm tra một số những cái thông tin mà cái cổng e0/2 xin được là bao nhiêu thì chúng ta có thể thực hiện câu lệnh là show interface e0/2 À, chúng ta phát hiện là cái cổng giao tiếp interface E0 sạc 2 nó có cái địa chỉ mắc là aabb.cc00.1020 và các IP mà nó sinh được trong tình huống này là 10.215.26.4 với số mắc tương ứng là sạc 24 hoặc là chúng ta cũng có thể thực hiện cái câu lệnh là show DHCP list để có thể biết được cái thông tin IP của cái DHCP server trong tình huống này là gì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện câu lệnh là show DHCP lease. Đó và mọi người thấy bên cạnh cái địa chỉ IP thông tin Synmax chúng ta còn biết được là cái địa chỉ IP mà đóng vai trò là DHCP server và cái cổng giao tiếp E0-2 nó còn được cấp cái default gateway là 10.25.26.1. Đây là cái default gateway mà con router cần phải chở tới để có thể đi được ra ngoài internet.